Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Onichan. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tiếp tục với cuộc hành trình tạo nên U16 Nhật Bản huyền thoại nhé. Trận đấu được tiếp tục. Sau khi Nankatsu đã gỡ hòa, Soda quyết định tiến lên. Cả hai đội đang cạnh tranh quyết liệt. Soda vẫn kèm chết Tsubasa, Azumachi tấn công mạnh mẽ. Trận đấu vô cùng kịch tính. Thế rồi Nankatsu cướp được bóng. Soda vẫn không cho Tsubasa có được bóng. Iwami liền chuyển cho Izawa. Bóng được chuyển tiếp cho Taki, nhưng liền bị cướp mất. Đến lượt Azumachi phản công, nhưng Kisuji có mặt kịp thời, nhưng vẫn không thể chuyển cho Tsubasa. Thời gian cũng trôi về những phút cuối, cả hai đội chưa thể giải quyết được trận đấu. Thời gian còn 5 phút, Soda liền đột phá. Taki cũng lao đến tranh chấp bóng, đường cắt giao cạo của Soda được tung ra. Cậu ta thành công cướp bóng và tấn công. Soda nhớ lại khoảnh khắc cú sút bẻ lái của Tsubasa chưa hoàn thiện. Nhưng cú sút giao cạo của cậu thì đã 100% hoàn thiện, Soda liền chuẩn bị dứt điểm. Tsubasa nhận ra chân trụ của Soda đã thay đổi, cậu liền bảo Morisaki chọn góc ngược lại. Thế là Soda dứt điểm với cú sút giao cạo, hướng bay của bóng đã ngược lại. Đúng theo lời Tsubasa nói, Morisaki đã chặn được nó, Soda đứng hình với điều đó. Lúc này Tsubasa đã không còn ai theo kèm nữa, Morisaki liền phát bóng cho cậu. Cậu nhận bóng và tiến lên, cậu liền dùng kỹ thuật vượt qua tất cả đối thủ. Sau đó đối mặt với khung thành, Tsubasa sút trong tư thế không bị ai kèm cặp, thế là vào. Bóng nằm gọn trong lưới, Nankatsu chính thức vươn lên. Mọi người rất vui vì điều đó. Soda vẫn không tin, Tsubasa lại có thể biết được quỹ đạo hướng bóng của mình. Thế rồi trận đấu cũng kết thúc. Azumachi chính thức thua cuộc, Nankatsu sẽ đi tiếp vòng thứ hai. Mọi người ai cũng công nhận sự xuất sắc của Tsubasa. Soda đến. Cậu hỏi vì sao Tsubasa có thể biết được hướng bóng. Morisaki cũng công nhận, nếu không có Tsubasa, thì cậu cũng sẽ không biết. Tsubasa chỉ bảo đó là linh cảm. Sau khi thấy Soda di chuyển chân trụ, nên cậu đoán là thế. Soda cũng chúc Tsubasa sớm hoàn thiện được cú sút bẻ lái. Cậu hỏi thăm đến chấn thương chân của Tsubasa. Ishizaki giờ mới nhận ra, Tsubasa xem nó sẽ không ảnh hưởng gì. Soda cũng chúc cho Nankatsu sẽ vô địch. Soda cũng hẹn gặp lại mọi người. Thầy Mikami cũng công nhận Soda là một cầu thủ giỏi. Về cú sút bẻ lái của Tsubasa, chú Katagiri cũng thấy được. Nó đang dần hoàn thiện, thầy Mikami cũng bất ngờ. Nếu Tsubasa hoàn thiện nó, chú Katagiri lập tức sẽ đưa Tsubasa vào đội tuyển Nhật Bản. Bình luận viên cũng cho biết, đó chính xác là cú sút bẻ lái đặc trưng ở Nam Mỹ. Đặc biệt đó là ở Brazil, anh ta cũng khá kinh ngạc khi Tsubasa chỉ là một học sinh trung học mà đã có thể tập dần với nó. Về trận đấu của Toho, 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua, trận đấu vẫn đang ở tỷ số 0-0, Hyuga vẫn phải ngồi dự bị và cũng không có dấu hiệu khởi động. Gia đình cậu cũng rất lo cho cậu. Đối thủ Matsukami vẫn phòng thủ một cách chắc chắn, họ cướp được bóng và liền tấn công, họ dứt điểm. Nhưng Wakashimazu vẫn bắt gọn được nó, phản công, bóng đến chân của Sawada, bóng được chuyển cho Sorimachi, cậu ta liền dứt điểm. Thế là tỷ số được mở, dù không có Hyuga, Toho vẫn rất mạnh, các nhà báo cũng không biết phải viết tin tức cho trận đấu thế nào. Sawada và Wakashimazu tin rằng nếu không có Hyuga, Toho sẽ không thể vô địch. Hyuga đứng lên và tung bóng, Toho vẫn tiếp tục tấn công. Một đường chuyền từ Sawada, Sorimachi dứt điểm, Hyuga bên ngoài cũng sút một lượt cùng, cú sút mạnh hổ được tung ra. Nó làm nứt cả tường sân vận động, thầy Makoto không tin vào mắt mình, thế rồi bàn thắng thứ hai cũng đến với Toho, Hyuga cũng xin phép về phòng chờ. Ngày thứ hai của giải bóng đá toàn quốc, tin tức về Hyuga không được ra sân được chú ý, cả đội Nankatsu trở lại luyện tập, mọi người lo lắng cho chấn thương của Tsubasa. Ai cũng mong cho cậu sớm bình phục. Mọi người cũng trách Tsubasa đã không nói ra, Takatsuji liền bảo vệ cho Tsubasa, mọi người cũng không muốn làm gánh nặng cho Tsubasa. Nên cả đội quyết tâm phấn đấu, Tsubasa ở bệnh xá, chân cậu cũng không còn đau nhiều nữa, bác sĩ chuẩn đoán hiện cậu đang bị bong gân nhẹ, nhưng có lẽ nó đang hồi phục. Nếu thi đấu cậu cần chú ý và băng bó kỹ, Tsubasa cảm ơn và rời đi, cậu và Sunny cùng đi dạo và trò chuyện rất vui, Sunny nhìn thấy mọi người có đôi có cặp. Sunny cũng muốn được như thế với Tsubasa, nhưng Sunny vẫn không đủ can đảm. Tsubasa liền nhớ ra, nếu không tập luyện thì nên đi xem đối thủ thi đấu. Thế rồi cậu liền đi đến đó. Về Toho, Hyuga vẫn không có mặt tập luyện. Thầy Makoto cho biết do đây là mùa giải cuối cùng ở trung học, nên vậy Hyuga không cần luyện tập. Thầy Makoto liền tức giận khi nghe, không có Hyuga Toho sẽ không thể vô địch. Thế rồi ông cho Wakashimazu làm đội trưởng đến hết giải, Hyuga về nhà mình. Mọi người ở nhà bất ngờ khi cậu về. Về trận đấu ở giải đấu, tỷ số hiện tại đang là 5-0, Matsuyama chuyển bóng giữa 3 người. Furano phối hợp tấn công, cả đội đang chơi rất tốt ở giải đấu năm nay. Matsuyama nhận bóng, cậu dứt điểm, thế là vào. Tỷ số đã là 6-0, trận đấu cũng kết thúc.
Furano sẽ bước tiếp vào vòng trong, Matsuyama động viên đồng đội. Furano sẽ giành chức vô địch năm nay, trận đấu của Nishikigaoka và Ozusan sẽ được bắt đầu lúc 11:30. Tsubasa đã không kịp đến xem Furano thi đấu, cậu quên mất mình đi cùng Sunny. Manabu cũng có ở đây, cậu hỏi thăm chấn thương của Tsubasa, cậu cũng nói cho Tsubasa biết, năm nay Furano rất mạnh và trận đấu tiếp theo cũng sẽ là đối thủ của Nankatsu. Tsubasa vẫn sẽ vượt qua tất cả, mọi người cũng đến sau buổi tập luyện, Sunny cũng mắc cỡ khi nghe Ishizaki hỏi về vấn đề đi riêng. Mẹ Hyuga cũng biết tin cậu đã rời học viện Toho, cậu cũng quyết định về lại trường ở đây để học và sẽ đi làm sau khi tốt nghiệp, nhưng cậu vẫn muốn được đánh bại Tsubasa. Vòng đầu tiên của giải đấu chính thức kết thúc, 32 đội sẽ tiếp tục bước vào vòng thứ hai. Trận đấu giữa Matsuoka và Hirado đang diễn ra, Jito liền lao đến cướp bóng, dù cho đối thủ chuyền. Cậu vẫn phá được nó, hiện tại Hirado vẫn chưa bị thủng lưới bàn nào, Jito cũng sẽ không để lộ sức mạnh cho đến khi được gặp Tsubasa. Cùng lúc này, trận đấu giữa Hanawa và Sakimoto cũng đang diễn ra, cả đội Nankatsu cũng đến theo dõi, anh em nhà Tachibana liền chuyền bóng cho nhau. Nhưng không phải, đó là một đường chuyền đến với Kazuo, thế là cậu ta dứt điểm, bóng nằm gọn trong lưới, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho Hanawa. Nankatsu vẫn chưa thấy được khả năng của họ, thế rồi trận đấu cũng kết thúc, Hanawa bước tiếp vào vòng trong, họ sẽ gặp đội chiến thắng giữa Nankatsu và Nishigaoka. Thế rồi trận đấu cũng được bắt đầu, cả đội ai cũng hứng khởi cho trận đấu. Đối thủ của họ cũng rất quyết tâm, anh em Tachibana cũng đến để theo dõi trận đấu. Jito và Sona cũng đến theo dõi họ, thế rồi trận đấu cũng bắt đầu. Đồng đội liền chuyền bóng nhưng không phải cho Tsubasa, mọi người muốn cậu dưỡng sức cho chấn thương. Thế rồi cả đội tiến lên, Izawa liền vượt qua đối thủ, một đường chuyền dài đến Nagano, cậu liền chuyền cho Taki, bóng lại được câu vào cho Izawa. Tiếp tục là đường chuyền cho Kisuji, Kisuji dứt điểm, thế là vào, cả đội rất vui với màn phối hợp vừa rồi. Trận đấu tiếp tục. Ishizaki phòng ngự thành công, Nankatsu tiếp tục tấn công, Izawa tiếp tục dứt điểm, thế là tỷ số được nâng lên. Anh em nhà Tachibana nhận ra, không có Tsubasa, Nankatsu cũng rất mạnh, Jito cũng thấy thế, cả đội Nankatsu đang rất hưng phấn. Điều đó làm cho anh em nhà Tachibana rất ghen tị, Taki nhận bóng, Tsubasa liền lấy bóng trước mặt cậu. Tsubasa dứt điểm, lưới tiếp tục rung lên, tỷ số đã là 3-0, cậu nhìn thấy đồng đội ghi bàn nên cũng thấy khó chịu. Cả đội ai cũng vui mừng với điều đó, thế rồi tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên, tỷ số chung cuộc là 6-0 cho Nankatsu, đối thủ cũng phải công nhận Nankatsu rất mạnh. Đối thủ tiếp theo của họ là Hanawa, ngày thứ tư của giải đấu, Tsubasa đã thấy chân mình tốt lên rất nhiều, Toho vẫn đang miệt mài tập luyện. Hyuga cũng theo dõi đồng đội mình, dù thế nào đi nữa, cậu ta vẫn muốn chơi trận chung kết, thầy Makoto không cho cả đội dừng lại, thế là họ tiếp tục luyện tập. Trận đấu của Nankatsu và Hanawa cũng sắp được bắt đầu, mọi người đến cổ vũ cho hai đội rất đông. Huấn luyện viên Hanawa muốn đội mình quyết tâm chiến thắng, cả đội cũng quyết tâm. Về Nankatsu, mọi người cũng hướng đến chiến thắng, cả hai đội chào hỏi nhau. Anh em nhà Tachibana sẽ cho Nankatsu thấy được sức mạnh của mình. Ishizaki vẫn nóng như kem như mọi khi, cả hai đội tiến vào sân đấu. Không khí quá sôi động, hai bên đội cổ vũ không ai chịu thua ai. Các phóng viên vẫn muốn chụp lại cú sút bẻ lái của Tsubasa. Cùng lúc đó học viện Toho đang đấu với Jolo, hôm nay Hyuga còn không có mặt trên băng ghế dự bị, các nhà báo thắc mắc cùng nhau về vấn đề của Hyuga. Vì có người đã chứng kiến được cú sút mãnh hổ của Hyuga, cả đội bước vào trận đấu với mục đích là đi tiếp, Sawada và Wakashimazu lên kế hoạch. Sẽ cố gắng đến trận chung kết và nếu Hyuga không được tham gia, bọn họ sẽ hủy trận đấu. Trận đấu của Nankatsu và Hanawa cũng bắt đầu, Hanawa ra sân với đội hình mạnh nhất. Với hành công là anh em nhà Tachibana, ngược lại Nankatsu cũng không có sự thay đổi, vẫn là sự dẫn dắt đến từ đội trưởng Tsubasa, thế là hiệp 1 chính thức được bắt đầu. Nankatsu có bóng trước, Tsubasa liền đối mặt với anh em Tachibana. Về 3 năm trước Tsubasa có Misaki, nên cặp đôi vàng đã đánh bại họ một cách dễ dàng, nhưng năm nay đã khác. Chỉ còn một mình Tsubasa, thế nên anh em Tachibana rất tự tin, Tsubasa cho dù không có Misaki, cậu vẫn sẽ quyết thắng. Thế là một đường chuyền dài được tung ra, bóng đến chân đồng đội cậu, họ phối hợp, Izawa dẫn bóng, bóng được chuyển cho Taki. Cậu phối hợp với Kisuji lừa hậu vệ của Hanawa, Kisuji tiếp tục dẫn bóng, cậu tạt bóng vào trong, Tsubasa đã sẵn sàng nhận. Sau đó Taki nhận bóng của cậu, Taki liền dứt điểm, thế là vào, bàn thắng chỉ sau 1 phút trận đấu bắt đầu. Lưới của Hanawa đã bị thủng, mọi người vẫn cổ vũ Nankatsu một cách mãnh liệt, trận đấu tiếp tục, anh em Tachibana bắt đầu tấn công, Masao liền đá bóng lên trời. Cả hai tính thực hiện lại cú sút tam giác giống 3 năm trước, Ishizaki liền không cho điều đó xảy ra,
cậu đạp chân vào cột dọc, thế là Kazuo liền mất thăng bằng ngã xuống. Morisaki cũng bắt được bóng, cả đội ai cũng khen ngợi Ishizaki, vì ai cũng nghĩ cậu không được sáng dạ cho lắm. Morisaki phát bóng. Thế là trận đấu diễn ra ngày một sôi nổi hơn. Jito cũng nhận ra lối đá của đội cậu sẽ hoàn mỹ nhất để đánh bại Nankatsu. Tsubasa dẫn bóng. Cậu chuyền, bóng được Kisuji chuyền ngược lại cho cậu. Cậu dùng kỹ thuật vượt qua hai đối thủ, hậu vệ Murazawa liền lao đến. Tsubasa liền chuyển bóng với kỹ thuật của mình. Kisuji chạy đến dứt điểm, thế là lại vào. Tỷ số tiếp tục nâng lên cho Nankatsu, cả đội tiếp tục ăn mừng. Hanawa bắt đầu chán nản, hai anh em Tachibana buộc phải sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình. Cả hai nhờ Ono chuyền bóng trước khung thành và cả hai sẽ thực hiện nó. Tsubasa nhận ra họ đã có kế hoạch gì đó. Trận đấu tiếp tục, hai anh em Tachibana liền lao lên, Ono dẫn bóng tiến lên. Bóng được chuyền tới trước khung thành, Ishizaki nghỉ chắc chỉ là cách cũ. Thế rồi cả hai bắt đầu kết hợp, Masao quay lưng lại và trượt dài, thế rồi Kazuo liền nhảy lên. Cả hai chồng lên nhau và bật lên cao, ai cũng không tin vào mắt mình. Kazuo liền đánh đầu cực mạnh, Morisaki cũng không làm gì được. Bóng nằm gọn trong lưới, kỹ thuật đó cả hai gọi là cơn lốc xoáy trên không. Cả đội Hanawa ăn mừng bàn thắng, họ nói trận đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Tsubasa cũng bị ấn tượng với nó. Được biết cả hai anh em Tachibana đã luyện tập rất cực khổ, dù đã rất mệt nhưng cả hai vẫn muốn tiếp tục. Cả hai quyết tâm cho bằng được và cuối cùng họ đã thành công. Các đối thủ đều phải công nhận, kỹ thuật của hai anh em quá hoàn hảo. Matsuyama bất ngờ thấy được Hyuga đến sân, các nhà báo cũng đã chụp lại được kỹ thuật đó. Nó hiểu qua hơn rất nhiều so với kỹ thuật tam giác cũ của họ, không còn phải thực hiện nhiều bước. Tsubasa sốc lại tinh thần cho cả đội. Tsubasa đưa ra ý kiến cho cả đội, không cho anh em Tachibana có bóng thì họ sẽ không sử dụng được kỹ thuật đó và sau đó là tấn công nhanh. Cả đội quyết tâm. Về trận đấu của Toho, tỷ số hiện tại là 3-0, lưới của Wakashimazu vẫn chưa thể bị thủng. Wakashimazu phát bóng. Sawada nhận bóng, cả hai vẫn quyết tâm đến chung kết và hạ gục Nankatsu, nên họ không thể thua trước khi đến trận chung kết, để Hyuga có thể chơi cùng họ. Về trận đấu Nankatsu, Hanawa đang có bóng, Nankatsu liền không cho Hanawa tạt bóng vòng trong, họ kèm chặt đối thủ của mình. Nhưng Aimoto đã thoát được, Ishizaki cũng bị qua mặt, bóng được đưa lên cao. Hai anh em Tachibana bắt đầu tiếp cận, thế là cơn lốc trên không được tung ra. Tsubasa liền nhìn cột dọc và liền nghỉ ra, cậu dùng nó bật lên, nhưng anh em Tachibana lại không thực hiện nó. Tsubasa đã phá được bóng. Hiệp 1 cũng kết thúc, hai anh em vẫn đắc ý với Tsubasa, vì không phải như vậy là có thể chặn được, cả hai muốn chắc ăn thì mới dùng nó. Vì khi dùng sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên chân. Về Nankatsu, Tsubasa nói với cả đội, việc anh em Tachibana có thể nhảy cao hơn nữa, vừa rồi là do đường chuyền quá thấp, nên họ mới không sử dụng nó. Tsubasa cũng nhận ra sự ảnh hưởng từ chân khi thực hiện, nên cả đội sẽ không cuốn theo đối thủ và quyết tâm chiến thắng. Còn Hanawa, họ vẫn sẽ sử dụng chiến thuật đó để chiến thắng. Daimaru cũng được chuẩn bị vào sân. Hanawa quyết tâm đánh bại Nankatsu ở hiệp 2. Daimaru cũng vào sân. Hiệp 2 bắt đầu, Hanawa giữ bóng, bóng đến chân Daimaru, cậu ta liền tung một cú sút mạnh. Bóng bay rất cao, bóng thẳng đến khung thành Nankatsu. Anh em Tachibana liền lao đến tấn công, cả hai sẵn sàng dứt điểm. Tsubasa cũng lui về phòng thủ, thế rồi cơn lốc trên không của hai anh em được tung ra, ai cũng ổ lên vì nó. Tsubasa lại tiếp tục dùng khung thành nhảy lên. Cậu đối đầu trực tiếp với Masao, thế rồi bóng bị phá, cả hai mất thăng bằng rơi xuống. Tsubasa liền ôm lấy Masao, nhằm tránh Masao chấn thương đầu. Tsubasa rất đau, vai cậu đã bị chấn thương. Masao cũng nhận ra Tsubasa đã che chắn cho cậu. Trọng tài nhận ra vai Tsubasa đã bị chật, phải được đưa vào phòng y tế. Nhưng Tsubasa lại không muốn như thế. Cậu vẫn muốn tiếp tục, nhưng trọng tài vẫn muốn cậu dừng trận đấu. Để đi gấp đến phòng y tế, cậu đành rời sân. Sunny cũng liền bỏ xuống. Hanawa được hưởng phạt góc. Cả đội quyết tâm không cho họ gỡ hòa. Trước khi Tsubasa trở lại, hai anh em Tachibana rất biết ơn Tsubasa. Nhưng do tính chất của trận đấu, nên họ vẫn tiếp tục. Tsubasa đang chữa trị rất đau đớn ở phòng y tế. Hanawa được hưởng phạt góc. Thế rồi điều bất ngờ xảy ra, Nankatsu có kế hoạch mới. Kisuji và Taki đã kéo lên khung thành. Thì ra đây là gợi ý của Tsubasa cho hai người. Hai anh em Tachibana vẫn cho nó là nhảm nhí. Thế rồi Daimaru thực hiện. Hanawa và Nankatsu tất cả đều đã sẵn sàng. Bóng được chuyền. Bất ngờ, nó lại là một đường chuyền thấp. Thì ra cơn lốc trên không của họ. Có thể thay đổi góc bật. Thế rồi hai anh em liền bật ở tầm thấp. Taki và Kisuji liền nhảy xuống chặn, nhưng bóng đã nằm gọn vào lưới. Hanawa chính thức gỡ hòa, cả đội Hanawa vui sướng vì điều đó. Trở lại phòng y tế, Tsubasa cũng được điều trị xong. Sunny và mọi người mừng cho điều đó,
Bác sĩ cho biết Tsubasa có thể tiếp tục thi đấu. Ông cũng biết tầm quan trọng của Tsubasa ở Nankatsu, thế rồi việc băng bó cũng hoàn tất. Tsubasa cảm ơn bác sĩ và trở lại trận đấu. Cậu trở lại sân, lúc này tỷ số đang là 2-2. Manabu cho cậu biết, cơn lốc trên không có thể thay đổi mọi góc. Hanawa tiếp tục tấn công, bất ngờ họ thấy được Tsubasa đang bên ngoài đường biên. Anh em Tachibana tiến lên, bóng được Daimaru chuyển ngược lại. Sau đó Aimoto liền truyền dài bóng lên, cơn lốc trên không liền tung ra. Bỗng nhiên cả hai dừng lại và ngã xuống, thế rồi bóng lăn ra biên. Cả hai đã thất bại với cơn lốc trên không, chân cả hai đã bắt đầu quá sức. Tsubasa cũng vào sân, mọi người hỏi thăm vai cậu và xin lỗi vì đã cho Hanawa gỡ hòa. Cả đội quyết tâm ghi bàn để giành chiến thắng. Anh em Tachibana cũng lui về phòng ngự để chân được hồi phục. Họ chỉ còn sử dụng được cơn lốc một lần nữa. Mochisaki phát bóng. Bóng được chuyền cho Tsubasa. Thế rồi anh em Tachibana chia ra, mỗi người kèm một người. Các cầu thủ khác thì tập trung phòng ngự. Tsubasa quyết định sẽ sử dụng cú sút bẻ lái. Cậu qua người đối thủ, sau đó dứt điểm với cú sút bẻ lái. Các nhà báo và Soda cũng đang theo dõi cậu tung cú sút. Chân và vai cậu cũng cảm thấy đau. Thế rồi cậu tung cú sút. Bóng bay qua hàng phòng ngự Hanawa, bóng đổi hướng và lao xuống một cách không tưởng, thế nhưng nó lại trúng vào cột dọc khung thành. Tsubasa đã thất bại, cậu cảm nhận được chân và vai mình rất đau. Các nhà báo nhận ra Tsubasa đã sắp hoàn thiện được cú sút bẻ lái, nhưng do đang chịu chấn thương, nên nó đã đi lệch mục tiêu. Hyuga cũng nhận ra được cách cậu sút, trận đấu đang dần bế tắc. Hiệp 2 đã trôi qua được 25 phút, tỷ số vẫn đang hòa cho hai đội. Nankatsu vẫn đang tìm kiếm cơ hội để ghi bàn, thời gian thì sắp kết thúc. Tsubasa quyết phải ghi bàn trước khi chân anh em Tachibana hồi phục. Thế là hai anh em liền quyết định phản công trước. Họ dẫn bóng tiến lên, cả đội Hanawa cũng theo sau hỗ trợ. Bóng được chuyền cho Daimaru, cậu ta tung ra một đường chuyền thấp. Cơn lốc trên không được thực hiện, Tsubasa cũng đạp cột dọc và lao ra. Tsubasa kịp đập chân xuống đất để tiếp tục làm điểm bật, rồi cậu chặn được bóng trước mặt họ. Cậu đã thành công ngăn chặn được cơn lốc trên không, nhưng bóng bật ra vào chân của Hanawa. Masao liền xin bóng, cả hai quyết định tung chiêu cuối cùng. Masao tầng bóng lên, Kazuo liền chạy đến, họ tung ra cú sút đôi, Morisaki liền tập trung cao độ, thế rồi bóng đạp trúng vai Morisaki. Nhưng bóng vẫn hướng vào khung thành, Ishizaki liền lao đến, cậu dùng mặt của mình đẩy bóng ra, nhưng mặt cậu đã trúng cột dọc khung thành. Bóng đến chân Tsubasa, Ishizaki liền bảo Tsubasa tấn công, cậu liền phát động tấn công, cậu dẫn bóng, anh em Tachibana cũng lui về phòng thủ. Bóng được chuyền cho Izawa, hàng phòng ngự Hanawa đang rất lộn xộn. Izawa trả bóng lại cho Tsubasa, cậu quyết định đột phá thẳng vào trong. Cậu dùng kỹ thuật qua người, cậu vượt qua tất cả, nhưng một hậu vệ đã kịp lui về chặn cậu, Tsubasa liền mất thăng bằng. Cậu ngã xuống nhưng vẫn đá bóng ra, vai cậu rất đau, thủ môn Hanawa liền lao ra bắt bóng, nhưng Tsubasa vẫn quyết tâm cậu xoạc được bóng, bóng bay thẳng đến vào lưới. Anh em Tachibana liền sử dụng cơ lốc trên không, bay đến để chặn nó. Thế nhưng cả hai đã không kịp lao tới bóng, bóng đã vào lưới. Tỷ số nâng lên thành 3-2 cho Nankatsu, mọi người bắt đầu ăn mừng. Anh em Tachibana rất tức giận vì đã không cản được bóng. Trận đấu cũng kết thúc, chiến thắng cho Nankatsu, họ sẽ bước vào tứ kết. Khán giả vỗ tay rất lớn để kích lệ cho hai đội. Hyuga vẫn mong Tsubasa sẽ đến với chung kết. Matsuyama cũng muốn thế, trở lại phòng y tế. Tsubasa đã không nghe lời bác sĩ dặn dò, thế là bác sĩ phải điều trị lại. Cả đội rất lo cho cậu. Ishizaki ganh tị với Tsubasa vì cậu ta cũng bị thương mà chẳng ai quan tâm. Cả đội rất vui vì họ chỉ đang đùa với cậu. Anh em Tachibana cũng đến hỏi thăm Tsubasa. Họ xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Tsubasa xem nó chỉ là tai nạn. Hai anh em cũng khen Ishizaki phòng thủ rất tốt. Hyuga cũng nói cho Matsuyama biết mình không phải chấn thương. Matsuyama muốn trả món nợ với Hyuga ở trên sân cỏ. Matsuyama cũng sẽ đánh bại Tsubasa. Nhưng trước tiên cậu muốn đối đầu với Hyuga, thế rồi cậu bỏ đi. Cả đội Nankatsu cũng thấy được Hyuga. Tsubasa hứa với Hyuga sẽ gặp nhau ở trận chung kết. Trận đấu cũng vừa kết thúc, học viện Toho cũng là người chiến thắng. Họ sẽ bước vào vòng trong, Hyuga trở về nhà. Misuji cũng ở đây. Misuji hỏi tại sao hôm nay Hyuga không chơi bóng. Misuji cũng biết tin từ mẹ Hyuga. Cậu sẽ không tham gia giải đấu và rời Toho. Misuji muốn Hyuga không được thua bất kỳ đội nào, vì cậu là đại diện cho Tokyo. Misuji biết Hyuga không phải chấn thương mà không thi đấu. Người duy nhất hạ được Tsubasa là cậu. Hyuga rất bực tức với mọi người quan tâm mình. Cậu hứa với em mình sẽ thi đấu và chiến thắng. Ngày thi đấu thứ 5 cũng bắt đầu. 8 đội mạnh nhất sẽ bắt đầu đá tứ kết. Họ đều là các đội bóng mạnh. Hyuga cũng đến tìm đội mình. Cậu nói với thầy Makoto sẽ ngồi dự bị kể từ đây. Ông ấy đồng ý vì cậu có trong danh sách của giải đấu, nhưng sẽ không được vào sân. Trận tứ kết đầu tiên cũng kết thúc.
Higashi thắng Kanamura với tỷ số 2-0, họ sẽ bước vào bán kết. Việc chọn ra 24 cầu thủ cho đội tuyển của thầy Mikami cũng ngày càng thú vị. Sau khi chọn lựa, ông sẽ huấn luyện họ và sẽ chinh chiến ở trời Âu. Chuyển cảnh, bác sĩ muốn kiểm tra chân cho Tsubasa vì ông cũng đã biết được, ông phát hiện nó đã được băng bó một cách tốt nhất. Và không ai khác đó chính là Sunny làm. Ông liền cho Tsubasa một cái gõ đầu vì cậu không biết sự quan tâm của Sunny. Trận tứ kết tiếp theo Toho sẽ gặp Chubu. Jito cũng đến cùng Sona, cả hai nói sẽ dành chương trình đặc biệt khi đấu với Nankatsu. Tsubasa cũng nghe điều đó. Jito cũng đến giới thiệu bản thân, cả hai bắt tay nhau. Jito cố tình bắt mạnh tay, cậu cũng chạm vào vai chấn thương của Tsubasa. Mọi người bất ngờ khi thấy Hyuga xuất hiện ở sân. Cậu vẫn đang rất khó chịu với thầy Makoto, cậu tung một cú sút thế là vào lưới. Tsubasa nhận ra cú sút của Hyuga đã rất khác so với năm ngoái, cả đội Furano vừa tập luyện xong. Huấn luyện viên của họ mời cả đội dùng đồ uống do vợ ông làm, cả đội ai cũng rất vui thưởng thức. Đây cũng là mùa giải cuối cùng của quản lý Yoshiko, cô ấy sẽ tới Mỹ với bố mình. Matsuyama muốn vô địch và lấy nó làm quà tặng cô. Huấn luyện viên cho biết hôm nay cả đội sẽ gặp Minamiwa, một đội công thủ đều hay, với đội trưởng Ishida và tiền đạo Takei. Matsuyama quyết tâm đánh bại họ để có thể gặp Nankatsu. Trận tứ kết thứ hai giữa Toho và Chubu cũng đi đến hồi kết. Tỷ số hiện tại là 2-0 nghiêng về Toho, họ vẫn đang tấn công. Sawada kết hợp với Sorimachi, thế là Sorimachi dứt điểm, thế là vào, đó là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Matsuyama theo dõi vẫn chưa thấy Hyuga ra sân, Chubu vẫn không bỏ cuộc, họ tấn công, Wakashimazu đã sẵn sàng và cậu ta đã dễ dàng bắt gọn được bóng. Trận đấu cũng kết thúc, Toho chính thức bước vào bán kết. Tsubasa nhận ra mỗi trận đấu Toho càng mạnh lên vì bù đắp lỗ hỏng của Hyuga. Thế rồi cũng đến lượt của Furano, Yoshiko đến bày tỏ tình cảm với Matsuyama, nhưng cô vẫn chưa có can đảm, thế rồi cô đành chúc cả đội chiến thắng. Furano họ rất đồng lòng quyết tâm chiến thắng, Minamiwa im lặng và quan sát, với mục tiêu vào bán kết để gặp Nankatsu. Trận đấu được bắt đầu, Furano dẫn bóng. Họ phối hợp trước sự lao đến của Ishida, Minamiwa liền cắt được đường truyền, bóng được chuyển cho Ishida. Cậu ta dẫn bóng đội phá, cậu ta vượt qua được hai đối thủ, Matsuyama xoạc bóng, nhưng đã không kịp, Ishida đã chuyển. Takei liền lao đến, cậu bật lên và đánh đầu trước sự truy cản của thủ môn, thế là vào, tỷ số trận đấu được mở. Cả đội Minamiwa ăn mừng bàn thắng, Furano lần đầu tiên trong giải bị thủng lưới trước, trận đấu tiếp tục, Hyuga cũng đến xem trận đấu. Minamiwa lại cắt được bóng, Matsuyama sốc lại tinh thần cho đội, thế là họ cướp bóng thành công, bóng đến chân Matsuyama. Cậu bất ngờ đột phá, Ishida lao đến xoạc bóng, Matsuyama chuyển trước sự truy cản của Ishida, Oda nhận bóng. Cậu ta liền tung cú sút dứt điểm, nhưng bóng đã đi ra ngoài. Tiếp tục, Ishida dẫn bóng, cậu chuyền dài. Takei tiếp tục lao đến, cậu đánh đầu trước sự ngăn cản của ba hậu vệ. Thế rồi thủ môn đã xử lý gọn được bóng, Furano tiếp tục dứt điểm. Nhưng lại không vào, hiệp 1 cũng kết thúc. Minamiwa đang dẫn trước một bàn, Tsubasa cũng bảo cả đội đi làm nóng người. Nếu Matsuyama thua, Yoshiko sẽ rời đi lập tức vì cô đã hứa với mẹ mình về phòng thay đồ của Minamiwa. Cả đội vẫn sẽ sử dụng kế hoạch của để chiến thắng hiệp 2. Về Furano, Matsuyama bảo đồng đội mình cứ bình tĩnh mà đá. Huấn luyện viên bảo cả đội hãy cố gắng hết mình vì họ không còn gì để mất. Nên hãy quyết tâm và giành chiến thắng. Nhiệt độ trên sân hiện đã lên đến 36 độ. Hiệp đấu này sẽ xem sức chịu đựng của ai giỏi hơn. Hiệp 2 bắt đầu, Minamiwa tấn công. Furano liền ra sức phòng thủ. Cả hai đội chống chọi với cái nóng gây ngắt. Ai cũng bắt đầu thấm mệt. Matsuyama liền quyết tâm. Cậu đoạt được bóng. Một mình cậu ta xông lên, sau đó chuyển cho Kaneda, cậu ta tiếp tục chuyển. Matsuyama chạy chỗ và nhận bóng, cậu tạt bóng ngang, Oda lao đến đường chuyền đánh đầu dứt điểm, nhưng nó lại trúng đúng ngay vị trí thủ môn, Oda tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cho mình. Minamiwa liền phản công, bóng đến Ishida, Takei lúc này đang bị kèm chặt, Ishida quyết định dứt điểm. Với một cú sút xa, thủ môn Kato của Furano đã chặn được nó, Matsuyama liền phát động tấn công, bóng liền được chuyển đến cậu. Trận đấu chỉ còn 10 phút. Cả đội Furano quyết tâm gỡ hòa, tất cả cùng nhau theo Matsuyama xông lên. Nankatsu cũng phải công nhận tinh thần mạnh mẽ của Furano, Minamiwa cũng quyết tâm phòng thủ. Matsuyama nhớ lại thời điểm khó khăn của đội, cả đội phải buộc tập luyện trên tuyết, thế là cậu quyết định tung cú sút, bóng bay rất mạnh và sát đất. Thế là vào, Furano chính thức gỡ hòa, cả đội Furano vui sướng vì điều đó. Tsubasa cũng thấy được cú sút đó rất mạnh mẽ. Chú Katagiri và thầy Mikami cũng nhận ra được điều đó, một tinh thần tập thể đầy đoàn kết. Tiếp đến Matsuyama cắt được bóng, cậu ta liền chuyền cho đồng đội, Kaneda tiếp tục đi bóng.
Matsuyama đang là người gắn kết cả đội. Bóng lại đến chân Matsuyama, Ishida lao đến, cả hai bắt đầu đối đầu trực tiếp. Thế rồi Matsuyama dùng kỹ thuật và đã qua được Ishida, cậu là người chiến thắng. Matsuyama tiến đến khung thành. Cậu không dứt điểm mà truyền cho Oda. Oda không muốn mình thất bại trước đồng đội một lần nữa. Cậu liền quyết tâm dứt điểm, thế là bóng đã nằm gọn trong lưới. Furano chính thức vươn lên. Trận đấu cũng kết thúc, tỷ số chung cuộc là 2-1. Furano sẽ bước vào bán kết. Matsuyama rất mong gặp được Tsubasa. Tsubasa công nhận Matsuyama rất sâu sắc khi cho đồng đội ấn định chiến thắng. Matsuyama cũng đến bảo với Yoshiko là cả đội đã chiến thắng và trận tứ kết cuối cùng cũng chuẩn bị diễn ra. Ba đội bước vào bán kết đã được xác nhận. Tiếp đến Nankatsu sẽ đối đầu với Hirado của Jito. Jito rất tự tin cho chiến thắng. Trận đấu bắt đầu, Hirado chỉ chuyền bóng ở phần sân nhà của mình. Nankatsu không biết họ đang làm gì. Taki liền đoạt được bóng, Jito liền đứng đợi cậu. Jito cướp bóng một cách khá đơn giản, Jito tấn công. Cậu ta liền tung một cú sút từ giữa sân, bóng bay rất mạnh. Morisaki đã chuẩn bị đón bóng, bất ngờ Sano xuất hiện. Cậu đánh đầu nối quả bóng, thế là vào, tỷ số được mở cho Hirado. Trận đấu chưa bước qua được phút thứ hai, Nankatsu đã bị dẫn trước. Kế hoạch của Hirado đã chính thức thành công. Tsubasa nói với đồng đội, trận đấu giờ mới bắt đầu, trận đấu tiếp tục. Nankatsu tấn công, Jito tiếp tục ngăn cản, Kisuji liền bị cướp bóng, nhưng Tsubasa kịp đoạt lại lập tức. Noda liền chạy đến chặn bóng, Tsubasa vượt qua Noda. Thế nhưng, Jito đến dùng sức mạnh hất Tsubasa sang một bên, Jito liền dẫn bóng tấn công. Kisuji xoạc bóng, cũng không thể ngăn cản được Jito. Ba người của Nankatsu liền lao đến chặn Jito, cậu ta liền tung cú sút. Một cú sút rất mạnh bay đến, Sano đã sẵn sàng, Ishizaki liền lao ra, cậu lấy mặt mình chặn đứng quả bóng. Bóng rơi xuống, Sano lập tức dẫn bóng, Sano dùng kỹ thuật của mình, cậu vượt qua tất cả ba người, Jito tiếp tục lao đến. Sano truyền lại si cho Jito, Jito tiếp tục dứt điểm, bóng bay đầy uy lực, Morisaki dùng cả thân mình để bắt bóng. Không ngờ Morisaki lại bay cùng bóng vào lưới. Bàn thắng thứ hai cho Hirado, dù đây là lần đầu họ dự giải, nhưng đã dẫn Nankatsu đến hai bàn trong 10 phút. Sự kết hợp hoàn hảo đến từ Jito và Sona, từ đầu họ đã ẩn giấu sức mạnh của mình. Chú Katigiri cũng biết điều này, từ đầu họ đã thắng Saikai với tỷ số 6-0. Sau đó Hirado đã ém sức mạnh mình lại, cho đến khi gặp Nankatsu, Jito nói với Tsubasa hãy cố gắng, nếu không trận đấu sẽ kết thúc tại đây. Jito cười lớn và bỏ đi. Trận đấu tiếp tục, Hirado bắt đầu tạo đội hình phòng thủ. Tất cả chia ra kèm chặt đội hình Nankatsu, Taki và Kisuji đang có vấn đề sau khi va chạm với Jito. Vai của Tsubasa cũng tái phát chấn thương, Hirado liền lao đến cướp bóng từ chân cậu. Cậu liền né được, Izawa nhận bóng và bật lại cho Tsubasa. Bóng được Tsubasa tạt vào trong, Izawa chỉ là mồi nhử, Nagano mới là người dứt điểm, Jito liền kịp thời cản nó. Takeno đón bóng bật ra, sau đó chuyển cho Sano, Ishizaki lại bị vượt qua một cách dễ dàng. Takatsuji liền cản được Sano. Cậu đối mặt với Jito, cuộc chiến của sức mạnh bắt đầu, người chiến thắng là Jito, nhưng Tsubasa kịp thời cướp lại bóng, Tsubasa tấn công. Taki và Kisuji cũng trở lại hỗ trợ cậu, Tsubasa liền chuyền ngược lại cho Taki, bóng chuyển cho Kisuji, nhưng cậu bị đau và không đỡ được bóng. Hirado liền dễ dàng đoạt bóng, Izawa liền tiến đến để cướp bóng lại, và cậu thành công, nhưng lại mất bóng ngay lập tức. Tsubasa liền lao đến lấy bóng, cậu dứt điểm. Jito liền không cho điều đó xảy ra, nhưng Tsubasa đã kịp sút, cậu vẫn bị Jito hất văng đi. Nhưng bóng lại đập cột dọc, Tsubasa ngã xuống, có lẽ vai cậu đã đau hơn, Hirado tiếp tục phản công. Tsubasa vẫn chưa thể đứng dậy, Taki và Kisuji liền lập tức quay về phòng thủ, cùng lúc đó Sano cũng bị kèm chặt, bóng được giữ lại, thời gian hiệp 1 còn lại 5 phút. Jito liền đưa ra đòn quyết định, cậu được chuyển bóng và tiến lên, cậu ta dứt điểm, Morisaki lao ra bắt bóng. Bất ngờ bóng xoáy và quay ngược lại, Sano liền chạy đến dứt điểm. Bàn thắng thứ 3 được ghi ngay lập tức, ngay hiệp 1 Nankatsu đã bị dẫn trước tận 3 bàn. Cả đội Nankatsu bắt đầu xuống tinh thần, Tsubasa bắt đầu ngã xuống. Cậu nhớ lời hứa với Wakabayashi và Misaki, cũng xin lỗi chú Robert vì đã không làm được, mọi người chạy đến bên cậu. Trong suy nghĩ, cậu thấy được 3 người, Wakabayashi và Misaki đều mong cậu hãy cố gắng, dù cho đang bị dẫn trước 3 bàn. Vì Nankatsu rất đoàn kết, chú Robert cũng nói với cậu hãy dùng cú sút bẻ lái, cậu cũng dần tỉnh lại, hiệp 1 cũng kết thúc. Về phòng Hirado muốn ghi thêm bàn thắng ở hiệp 2, nhưng Jito đã chán và cậu sẽ không ghi bàn nữa. Được biết Jito rất nhàm chán với bóng đá, cậu thường xuyên đi đánh nhau. Nhưng điều đó cũng không làm cậu vui mấy. Sona đưa cho cậu tin tức về Tsubasa, sau khi biết cậu đã 2 lần vô địch nên cậu đã quyết định tập luyện lại và tham gia giải đấu.
vì đánh bại kẻ mạnh là sở thích của cậu, nhưng cậu nhận ra Tsubasa cũng quá dễ dàng vượt qua. Về phòng y tế, Tsubasa cũng được băng bó xong. Tsubasa nói với bác sĩ, cậu sẽ phối hợp với mọi người và sử dụng cú sút bẻ lái cho trận này. Taki và Kisugi cũng đã đỡ. Tsubasa trở lại, cả đội quyết phải gỡ hòa và chiến thắng bằng được. Hiệp 2 cũng bắt đầu, Tsubasa liền tấn công. Cậu nhớ lời của chú Robert, thấy gôn là sút, thế là cậu dứt điểm ngay, cú sút bẻ lái được tung ra. Bóng bay đến khung thành, thủ môn Hatayama và Jito vẫn dững dưng đứng im, lúc này bóng bắt đầu chuyển hướng, thế là vào, Jito chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Tsubasa đã thành công, ai cũng vui mừng với bàn thắng của Tsubasa. Chưa đầy một phút của hiệp 2, Nankatsu chính thức rút ngắn tỷ số. Hyuga cũng bất ngờ với cú sút của Tsubasa, chú Katagiri nghĩ nó giống như chú chim đại bàng, tung cánh lao xuống tóm gọn con mồi. Sau nhiều lần thất bại, Tsubasa đã hoàn toàn kiểm soát được nó. Quả thật Tsubasa là một thiên tài, Soda và anh em Tachibana rất mừng khi Tsubasa thành công với nó. Nankatsu tiếp tục tấn công. Sona liền chặn được đường truyền, nhưng cậu cũng bị mất bóng do thiếu tập trung. Bóng được Izawa chuyển đến Tsubasa, cậu tiếp tục tung cú sút bẻ lái của mình. Thế là lại vào, bàn thắng thứ hai của Tsubasa, chân cậu lúc này cũng đã quá tải, hiệp 2 vừa trải qua được 3 phút. Tỷ số rút ngắn xuống còn một bàn, chân và vai cậu dù có nát, cậu vẫn phải ghi cho được hai bàn nữa. Tajima của tạp chí Toto Sport rất muốn thấy được cú sút mãnh hổ của Hyuga. Sẽ đối đầu với cú sút bẻ lái của Tsubasa, Jito và Sona cũng bắt đầu tiến lên. Trận đấu tiếp tục, Nankatsu cướp bóng như Jito đứng yên cũng không bị gì cả. Sona thì chạy rất nhanh về phía khung thành, cậu ta rất khéo léo vượt qua tất cả. Jito tung cú sút mãnh lực của mình, Izawa dùng thân mình chặn bóng. Thế rồi Jito vẫn tiếp tục sút, Tsubasa liền nhắc Morisaki đó là cú sút xoáy ngược, quả nhiên bóng xoáy ngược lại. Nhưng lần này Morisaki đã bắt được bóng, Morisaki liền phát bóng phản công. Bóng đến chỗ Tsubasa, cậu chuẩn bị dứt điểm, Jito liền lao đến chặn bóng, thế là bóng đã đi hết đường biên. Thì ra Jito đã dùng mặt của mình đến chặn bóng, máu cũng bắt đầu chảy, trận đấu được tạm dừng để trị thương. Jito rất hứng khởi và khen cú sút của Tsubasa rất mạnh. Jito đã mong chờ điều này rất lâu, vì gặp đối thủ càng mạnh, cậu càng thích thú. Sona nói trận đấu giờ mới bắt đầu, trận đấu tiếp tục với pha ném biên của Nankatsu. Thì ra bóng được ném cho Tsubasa, bốn cầu thủ chỉ là mồi nhử. Tsubasa dứt điểm, Sona liền chạy đến cản. Sano bị bóng thổi bay cùng, bóng bật ra vẫn còn trong cuộc. Tsubasa chạy đến, cậu chuẩn bị tung cú sút bẻ lái lần thứ 6. Jito cũng lao đến chặn nó, Jito dùng cả thân mình chặn, nhưng cậu cũng bị thổi bay theo bóng. Bóng tiếp tục bật ra, Tsubasa lại tiếp tục sút. Jito lại lấy thân mình chặn bóng, bóng cuối cùng cũng dừng lại, nhưng đã qua vạch vôi, bàn thắng thứ 3 cũng đã được ghi. Jito đã thất bại hoàn toàn trong việc chặn nó, hat-trick cho Tsubasa, cậu tiếp tục ngã xuống, nhưng cậu vẫn quyết ghi một bàn nữa, đồng đội rất lo lắng cho cậu. Họ muốn Tsubasa bình tĩnh lại và hãy hít thở thật sâu. Sona bảo với Nankatsu hãy chuẩn bị chiến đấu tiếp tục, Jito nhận ra đỡ hai cú sút bẻ lái cũng khá đau, trận đấu được tiếp tục. Sona tiếp tục dẫn bóng tiến lên, cậu vừa qua Taki và Kisugi, Tsubasa cũng đã kiệt sức sau một loạt cú sút của mình, Izawa liền lao đến chặn Sona. Ishizaki liền cướp bóng lập tức, cả đội Hirado cũng xông lên, thế rồi họ lấy được bóng từ chân của Ishizaki, Jito đã giúp cả đội Hirado mạnh lên. Khi cậu quyết định quay lại tập luyện, vì phải có 11 người mới trở thành một đội bóng, hiệp 2 cũng sắp kết thúc, một bàn thắng nữa sẽ ấn định kết quả chiến thắng, Jito liền lao tới. Thời gian bắt đầu trôi, Jito liền sút bóng đến Sona, Sona liền bay người móc bóng, cậu dứt điểm bằng pha ngã bằng đèn. Tsubasa cũng kịp đến chặn nó, Morisaki đã bắt gọn được bóng, Tsubasa liền chạy lên phản công, Morisaki liền ném bóng cho cậu. Thời gian còn lại 4 phút, Tsubasa cố gắng ghi một bàn nữa, các thành viên Hirado cũng theo sau cậu, Jito cũng tiến đến, cậu ta biết Tsubasa mặc chấn thương để thực hiện nó. Sona cũng lao đến cản bóng, nhưng cậu đã bị văng ra, cú sút bẻ lái được tung ra, nhưng vai và chân cậu không chịu nổi. Thế là cậu ngã xuống, Tsubasa không còn đủ sức thực hiện. Cậu nhớ lại lời của Wakabayashi và Misaki hãy tin vào đồng đội mình và cả chú Robert. Cậu đập bóng cho Kisugi, cậu ta cùng Taki tiến lên, họ phối hợp làm tường một cách kỹ thuật, Jito cũng đến chặn cả hai. Taki cầm bóng chui qua người của Jito, sau đó cậu ta chuyền, Kisugi lao đến dứt điểm, thế là vào, Nankatsu chính thức thành công. Chỉ còn một phút họ đã đảo ngược tình thế, Tsubasa rất vui vì cậu đã đúng về việc tin tưởng đồng đội mình, cả đội ăn mừng một cách cuồng nhiệt. Sunny và Kumi cũng rất vui, thời gian đang trôi dần, thế rồi trận đấu cũng khép lại, tổng tỷ số là 4-3, chiến thắng dành cho Nankatsu. Họ sẽ có được tấm vé vào bán kết, ai cũng mừng cho họ,
cả đội cười thật tươi cho chiến thắng. Sona rất tức giận, Jito cũng rất vui vì cậu đã thua một cách đầy thuyết phục. Jito bảo Sona đứng lên và đừng khóc, vì sang năm sẽ đến lượt cậu tỏa sáng. Giải đấu toàn quốc cuối cùng cũng xác định được 4 đội bước tiếp. Nankatsu của Tsubasa, Furado của Matsuyama, chủ nhà Higashi và Học viện Toho của Hyuga. Tin tức về cú sút bẻ lái của Tsubasa đã được lan rộng đến với quê nhà cậu. Và hai trận bán kết cũng chuẩn bị bắt đầu. Mọi người đoán chung kết Nankatsu và Toho sẽ gặp nhau. Urabi nói ra đó rất khó khi Tsubasa phải đối đầu với cả tập thể Furano. Ngược lại Toho cũng rất khó đi tiếp vì đối thủ Higashi có đến 8 trụ cột từng đá cho Maiwa, là đồng đội cũ với Hyuga, bọn họ cùng là học trò cũ của thầy Kira. Vì nếu không có Hyuga thi đấu, Toho sẽ khó mà thắng được. Trận bán kết đầu tiên cũng sắp được bắt đầu, Higashi sẽ đối đầu với Toho, hai đội bắt đầu tiến vào sân. Hyuga vẫn không có mặt trên sân và cậu tiếp tục ngồi dự bị. Đội chủ nhà Higashi được cổ vũ một cách cuồng nhiệt, bọn họ cũng có kế hoạch. Khi không có Hyuga, chỉ việc chú ý đi đến Sawada và Wakashimazu và họ sẽ chiến thắng. Hiệp 1 Higashi được giao bóng trước. Trận đấu bắt đầu, Higashi tấn công, cả đội phối hợp một cách nhuần nhuyễn. Sawaki nhận bóng, cậu liền bị Sawada cướp bóng. Hai người bên Higashi liền lao đến, Sawada liền chuyền bóng. Sorimachi đã bị bắt bài, Higashi liền phản công. Bóng lại được chuyển cho Sawaki, cậu chuẩn bị dứt điểm. Một cú sút rất mạnh được tung ra, Wakashimazu liền chặn nó. Từ đầu giải Wakashimazu vẫn chưa bị thủng lưới. Trận đấu tiếp tục, Toho phản công, Sorimachi giữ bóng và chuyền cho Sawada, nhưng nó lại bị cắt. Tiếp đến Higashi phản công, đã 20 phút trôi qua nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Sorimachi và Sawada thì liên tục bị bắt bài, Higashi dần kiểm soát được trận đấu. Wakashimazu phải liên tục cứu thua, Sawada tiếp tục tấn công, nhưng cậu lại bị bắt bài đường chuyền. Thế rồi Higashi tiếp tục phản công. Cậu ước nếu có Hyuga thì đã khác, tiếng còi cũng cất lên, hiệp 1 cũng kết thúc, tỷ số là 0-0, cả hai trở lại phòng thay đồ. Quả nhiên không có Hyuga, Toho đang bị dồn ép, huấn luyện viên Higashi muốn cả đội ghi một bàn thắng, nên hãy nắm bắt cơ hội. Về Toho, mọi người tức giận vì đã bị bắt bài tất cả, thầy Makoto muốn Sawada thay đổi chiến thuật và vị trí, và Sorimachi tích cực hơn, và ông vẫn quyết định không có sự thay đổi nhân sự. Chú Katigiri và thầy Mikami vẫn muốn xem Hyuga thi đấu. Hyuga nghĩ nếu có mình trận đấu này đã có tỷ số là 3-0, hiệp 2 cũng được bắt đầu, Sawada không biết mình nên làm gì. Vì tất cả đều là đồng đội ở tiểu học Maiwa, cậu nghĩ nếu là Tsubasa không biết Tsubasa sẽ làm gì, thế là cậu bị mất bóng, Higashi tiếp tục tấn công. Đồng đội liền kịp cứu nguy cho Sawada, thế rồi Higashi được hưởng một quả phạt góc, Wakashimazu đang chỉ huy mọi người, bóng được chuyển khá xa khung thành. Higashi tổng lực tấn công, Toho cũng tổng lực phòng thủ, Hori có cơ hội liền sút, may mắn Wakashimazu đã chặn được, nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Cả hai đội lao đến bóng, đội hình trượt đặc biệt của Higashi được tung ra, Wakashimazu chạm được bóng nhưng bóng đã vào lưới, Higashi chính thức mở tỷ số. Thế cân bằng chính thức bị phá vỡ, Hyuga liền chạy ra sân, nhưng bị thầy Makoto bảo dừng lại, thầy vẫn không cho Hyuga vào sân. Vì đó là lệnh, Hyuga rất tức giận, cậu liền cự lại thầy Makoto. Vì lý do gì mà không cho mình ra sân, cậu liền động viên cho đồng đội mình. Bằng mọi giá cậu ta sẽ chơi ở trận chung kết, thế là Wakashimazu cũng sốc lại tinh thần cho toàn đội. Theo lời động viên của Hyuga, Sawada cũng bắt đầu tập trung. Trận đấu tiếp tục, cả đội quyết phải gỡ hòa, Toho tấn công, Higashi phòng thủ một cách chặt chẽ, Sawada tiếp tục bị bắt bài. Cậu quay lại và cướp bóng lại ngay, cậu dẫn bóng tấn công, dùng kỹ thuật vượt qua đối thủ, Sawada không dứt điểm mà liền đệm bóng cho đồng đội. Bóng đến chân Sorimachi, cậu ta dứt điểm, thế là vào, tỷ số được gỡ hòa cho Toho, ở phút thứ 15 hiệp 2 họ đã làm được. Cả đội chạy đến ăn mừng cùng Hyuga, với tinh thần đang đi lên, Toho tiếp tục tấn công, trận đấu chỉ còn lại vài phút. Nhưng cả hai đội vẫn chưa thể ghi bàn, Hyuga thì luôn ủng hộ tinh thần đồng đội bên ngoài, Higashi liền lên kế hoạch, sẽ để cho Toho tấn công. Và phản công bất ngờ, bóng được Sawada chuyển cho Sorimachi, nhưng Higashi đã chặn được bóng, một đường chuyền dài lập tức. Mải mê tấn công nên phòng ngự Toho khá mỏng. Sawaki hiên ngang dẫn bóng, Wakashimazu liền lao ra xoạc bóng, cậu bỏ khung thành tấn công, cậu dùng kỹ thuật vượt qua đối thủ. Bóng đến Sawada, sau đó là Sorimachi liền chuyền ngược lại, Wakashimazu đang lao tới mạnh mẽ, cậu ta liền dứt điểm. Thế là vào, bàn thắng quyết định trận đấu, Higashi quên mất Wakashimazu từng là tiền đạo và thầy Kira đã đổi vị trí cho Wakashimazu. Trận bán kết 1 cũng kết thúc. Toho sẽ là đội đầu tiên bước vào chung kết, cả đội ai cũng vui mừng chạy đến ăn mừng cùng Hyuga. Higashi cũng nhận ra do có Hyuga tiếp lửa.
nên Toho mới lật ngược trận đấu. Thầy Mikami cũng quyết định chọn Hyuga làm tiền đạo cho đội tuyển để có thể chinh chiến ở trời Âu. Đồng đội cũ của Sawada bảo cậu hãy cố gắng vô địch. Vì họ từng là thành viên của Maiwa, Wakashimazu cũng thấy họ cũng đặt niềm tin vào cậu. Và thế là cũng đến lượt Tsubasa ra trận, đối thủ của cậu sẽ là Matsuyama, trận đấu đáng được mong chờ. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ bấm like và theo dõi kênh của mình nhé, để chờ đợi các phần tiếp theo nha. Mãi yêu!